Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạch rất là đơn giản để có thể chuyển từ nguồn đơn AC sang nguồn đôi DC nhé các bạn nhé. Chỉ với linh kiện là tụ điện và diode thôi. Nếu mà các bạn sử dụng cái nguồn biến áp này thì các bạn có thể sử dụng với diode thường nhé. Thì còn nếu mà các bạn sử dụng biến áp xung thì các bạn phải dùng diode xung nhé. Còn cách đấu nối thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, ví dụ như ở đây mình đang có là một cái biến áp 12V AC. Và thì mình sẽ chọn cái thông số cho tụ điện là 2200 microfarad. Đó. Và cái điện áp ở trên cái tụ điện này là 25V. Thì cách đấu nối như sau. Thì để cho dễ nhớ thì các bạn cứ nhớ cho mình nó thành một cái vòng tròn khép kín nhé. Đó, ví dụ đây, tụ điện cực âm sẽ đấu vào cực dương của tụ điện tiếp theo. Và cực âm của tụ điện sẽ đấu với anode của của diode. Đó, sau đó là cathode của diode thì lại đấu vào con anode của con diode tiếp theo. Và cathode của con diode tiếp theo sẽ đấu vào cực dương. Đó, nó thành một cái vòng tròn khép kín. Còn cách đấu nối của biến áp thì các bạn có thể... Đây, các bạn sẽ hàn như thế này. Hàn vào đây và vào đây. Do là biến áp xoay chiều nhá. Do là biến áp là nó là điện AC cho nên là hai cái dây này các bạn đấu như nào cũng được. Bây giờ mình sẽ đấu thử cho bạn xem này. Đầu tiên mình sẽ đo cái nguồn xoay chiều trước. Biến áp xoay chiều. Đầu này cắm 220V nhé các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ đo thử. Đây, thông số nó được 11V. Còn biến áp này vẫn chưa đủ nữa các bạn này. Đó. Biến áp 12. Sau đó mình sẽ đấu vào đây. Rồi mình sẽ bắt đầu đầu hàn nhé. Cách đầu nối thì mình nói lại một chút, nó thành một cái vòng tròn khép kín nhé các bạn nhé. Cứ nhớ như vậy là các bạn có thể đấu được anode cực dương tụ, cathode cực âm tụ, thành một vòng tròn khép kín. Mạch này thì nhiều bạn biết rồi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn hay sử dụng cái nguồn âm thanh mà đang có một cái nguồn biến áp mà không biết làm nào để biến nó thành một cái nguồn DC, cộng trừ DC, đối xứng DC giá rẻ để chạy các mạch âm thanh, ví dụ như các mạch giải mã âm thanh, mạch karaoke ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái mạch này. Mạch này là mạch gọi là chống cháy đấy nhá các bạn nhá. Đó, để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt thì các bạn phải sử dụng cái mạch nguồn mà người ta sử dụng IC bo mạch đàng hoàng. Còn đây là gọi là chống cháy, các bạn dùng vào một cái việc gọi là khi mà mình không có cái mạch thôi. Mạch này khá là đơn giản. Đây, bây giờ mình sẽ cấp điện 220V và đo điện cho các bạn xem nhé. Đây, như các bạn thấy là sau khi qua diode và qua tụ này, qua diode và qua tụ này, đó, 14V này, thấy chưa? Đấy, cực này về sẽ là cực âm này, đó, thế là ta đã có cộng trừ 14V. Sau qua diode và tụ thì nó sẽ nâng lên, nhưng thực tế là khi các bạn dùng tải nó sẽ sụt xuống nhá. Mình đo là đo không chưa có tải. Đó, khi mà có tải thì nó sẽ sụt xuống. Ví dụ các bạn sử dụng một cái quạt chẳng hạn, cái quạt 12V chẳng hạn, thì nó sẽ sụt xuống. Đó, đấy là một kiến thức nhỏ nhỏ dành cho các bạn nào chưa biết. Xin chào.